Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa tiếp theo của nhà Yves Saint Laurent, đó là chai L'Homme. Thì các bạn biết hôm bữa giờ mình cũng review rất là nhiều chai của Yves Saint Laurent rồi, như Old Time nè, La Nuit de L'Homme, U-Electric đó. Thì hôm nay mình làm chai cuối cùng mà mình có sample của nhà Yves Saint Laurent, đó là chai L'Homme. Thì chai này coi như là khởi đầu cái nhà L'Homme đó, là sau này mới ra mấy chai flankers khá sau á. Thì chai này ra mắt thì năm 2006, nồng độ là Eau de Toilette EDT. Chai này á có tổng cộng 3 người điều chế, 3 người cùng điều chế với nhau. Đó là người thứ nhất á là tên là Annie Flipo. Thì bà Annie này, bà nổi tiếng với những chai như của Lancome, La Vie Est Belle nè, hay là mấy cái chai của L'Artisan Parfumeur nè. Với lại một chai cũng rất là nổi tiếng dành cho nam, đó là Paco Rabanne Invictus. Với lại chai nữa là La Nuit de L'Homme. Rồi cái người thứ hai á, cũng là tên là Perry Weiner gì đó, cũng điều chế chung với lại cái bà Annie đó, cái chai La Nuit de L'Homme luôn. Rồi xong người thứ ba là cái ông này cũng rất là nổi tiếng, tên là Dominique Ropion. Nổi tiếng những cái chai như là nhà CK này, chai Euphoria dành cho nữ á. Thứ hai á, là của mấy chai của Frederic Malle như Carnal Flower, Portrait of a Lady. Thứ ba nó là Lancome La Vie Est Belle làm chung với bà Annie Flipo luôn. Với lại chai thứ tư là Paco Rabanne Invictus. Thì mình không biết mấy người này có thân thiết với nhau không, nhưng mà họ làm chung với nhau, họ làm việc chung với nhau để điều chế những cái nước hoa như Paco Rabanne Invictus, Lancome La Vie Est Belle với lại Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. Đó, thì là chai này là do 3 người điều chế. Thì chai này nó có tổng cộng tới 4 size lận. Thì size thứ nhất là 40ml cho 58 đồng, rồi 60ml cho 72 đồng, còn 100ml thì giá 92 đồng, còn 200ml là giá 125 đồng. Nói chung là nó cũng không có mắc lắm. Cái chai của Yves Saint Laurent này nó cũng khoảng tầm chín mấy đồng, cũng không có mắc lắm. Hương đầu của chai này gồm nó có gừng nè, cam bergamot với quả chanh vàng. Hương giữa của nó gồm gia vị, tiêu, cây húng quế với lại lá hoa tím. Hương cuối của nó là đậu tân ca, cỏ hương bài với gỗ tiết tùng. Các bạn biết không, khi mà mình xịt cái chai này á, mình ngửi nó có cái nét giống cái chai này nè các bạn, Gucci Bloom 2. Thì á, khi mà mình nhìn lên các nốt hương của nó đó, thì mình thấy nó có một điểm chung á, là cái lá hạt tím đó các bạn. Để mình coi coi phải không. Đúng rồi, cái lá hạt tím á là nó hay còn gọi là violet leaf á. Thì cái chai Gucci Bloom 2 này đó, thì nó có mùi trà, nó có mùi quế, nó có mùi nó không có mùi gừng, nhưng mà nó có mùi hoa tím. Cho nên á, khi mà hai cái mùi hương này xài một thời gian sau, ngửi nó có nét rất là giống nhau. Tại vì mình xài Gucci Bloom 2 mình biết mà. Bởi vậy hôm bữa có bạn kia á, giống như mình nói á, là cái chai Gucci Bloom 2 này nó lạ, nó không có giống bất cứ chai nào. Nhưng mà các bạn đó bắt lỗi mình, nói á là sao mình nghe bạn nói là cái chai này nó mùi hương nó không có giống chai nào, nhưng mà tại sao mình ngửi nó quen quá vậy? Thì mình mới nói là không, cái mùi này nó rất là độc quyền, nó không có đụng hàng với mấy chai khác. Nhưng mà hôm nay mình mới thấy rõ là cái mùi Gucci Bloom 2 này nó giống cái chai L'Homme của Yves Saint Laurent. Đó thì thật sự nó giống cái mùi hoa tím đó các bạn. Cho nên nó có cái mùi hoa tím, cho nên hai cái chai này nó hơi dạng như nó hơi yếu chút xíu, nó hơi yểu điệu, nó giống như nó hơi giống như mình hơi gọi là nữ tính đó các bạn. Thì mình nghĩ là nữ xài hai cái mùi này được. Thực ra mà nói, cái như cái chai La Nuit de L'Homme này với lại L'Homme này á, nó có cái mùi hoa ải hương với lại hoa tím này nọ đó, nó rất là yểu điệu. Cho nên mình nghĩ là nữ xài mấy cái chai này cũng hợp được. Nhưng mà coi như là 60% là nam nhưng mà 40% là nữ các bạn. Ok, thì mình về qua bên đây xí. Lát nữa mình sẽ nói ba cái chai này nè các bạn. Mình sẽ review tiếp chai Yves Saint Laurent luôn. Thì độ lửa hương của chai này nó tầm trung bình đó các bạn ơi. xịt lên tay, xịt lên tay á, tầm chừng 5 tiếng, 6 tiếng hay 7 tiếng. 7 tiếng là maximum á, mình thấy vậy á, coi như là 5 tiếng, 6 tiếng là ngửi là coi như là nó yếu thành skin scent rồi. 4 tiếng là thấy thành skin scent rồi đó, chứ mà tới tiếng thứ 6 thì ngửi thì vẫn còn, nhưng mà tới tiếng thứ 7 là nó coi như là nó bay hết luôn rồi. Độ tối hương của chai này thì nó không có được xa cho lắm, mình nghĩ nó khoảng tầm nửa cánh tay thôi, theo như mình đoán là vậy. Thời điểm khuyên dùng của chai này thì rất là dễ xài, mùa thu, mùa xuân, mùa hạ, nhưng mà nó hơi nóng nóng, khí hậu nó hơi ấm ấm xí thì xài ok. Còn dùng vào dịp gì thì mình nghĩ cái mùi hương này nó không có kén trường hợp, là các bạn xài bất cứ dịp gì cũng được, nó dễ xài lắm. Rồi xịt bao nhiêu lần thì sáng mình xịt 3 lần á, là cổ tay, rồi siêu gáy với trước ngực lúc nào cũng vậy đó. Độ tuổi khuyên dùng thì mình nghĩ là khoảng 21 tuổi các bạn, 21 tuổi trở lên là ok. Nồng độ của chai này thì mình đã nói rồi là Eau de Toilette. Đó là ok, thì phần chấm điểm của chai này là gì nè. Giá tiền của chai này thì mình nghĩ nó rất là rẻ, thì mình chấm nó 5/5 điểm. Còn độ hấp dẫn của chai này mình thấy nó không có sexy cho lắm các bạn. Thấy nó sạch sẽ thôi chứ nó thực sự nó không có sexy, cho nên mình chấm nó 3/5 thôi, chứ thấy nó không có hay cho lắm. Độ lưu hương của cái này với lại độ tỏa hương thì mình cũng chấm 3/5 thôi. Đó, thì nó lưu hương kém mà nó tỏa hương yếu, cho nên 3.5 thôi. Còn độ linh hoạt thì mình chấm nó 5/5, coi như rất là dễ xài, xài lúc nào cũng được. Nhưng mà chỉ có xài mùa đông thì nó hơi yếu thôi, chứ xài ngày thường thì rất là dễ. Thì tổng số điểm của chai này là 3,8/5 điểm. Đó, thì nói chung á là hỏi mình có muốn nên mua chai này không á, thì mình nghĩ là giữa cái này với lại Gucci Bloom 2 thì nếu mà các bạn kiếm được cái Gucci Bloom 2 á, thì mình nghĩ các bạn nên mua Gucci Bloom 2 hơn cái là Yves Saint Laurent. Tại vì cái Gucci Bloom 2 á, nó có cái mùi hương nó hay hơn là L'Homme. Thực sự là vậy các bạn. Tại vì cái L'Homme nó có chanh với lại cam bergamot nó nhiều quá, cho nên nó hơi gắt chút xíu. Nó không phải gắt mà gắt nồng lắm, nhưng mà so với giữa hai cái mùi với nhau á, thì mình thấy cái Gucci Bloom 2 nó dịu hơn, nó dễ chịu hơn là L'Homme. Đó, thì mình chỉ góp ý vậy thôi, thì các bạn cứ thử hai mùi đi thì các bạn sẽ biết. Nó có ngửi, nó có cái nét giống nhau là cái lá hoa tím á, Violet Leaf á. Đó. Thì nói tóm lại là mình đã review xong chai này, coi như là mình muốn review cho nó xong để mình cất sample cho nó rồi. Ok, thì ghét cái này rồi. Ok, thì các bạn thấy em trước mắt các bạn là 3 chai nước hoa của Creed Aventus, Tower 02 là La Nuit de L'Homme với lại Mancera Citra Boise. Thì 3 chai này á các bạn, nó ngửi thoáng qua thấy nó có nét giống nhau lắm các bạn. Các bạn coi trên mấy cái website diễn đàn này nọ rồi á, ít có ai, không có ai mà nghĩ hai cái chai này nó lại giống nhau, nhưng mà thực sự khi mà cái mũi của mình ngửi á, mình ngửi 3 cái chai này nó có nét giống nhau lắm. Thì để mình nói cho các bạn nghe nó có chung những cái nốt nào nè. Thứ nhất á là patchouli, nhưng mà thực sự á là 3 cái chai này cái patchouli nó yếu lắm, ngửi không có rõ ràng đâu. Nốt thứ hai là jasmine, là hoa lại, thì mình thấy nó cũng có nét hoa trong đó, nhưng mà ngửi nó gỗ nhiều hơn các bạn. 3 chai này, chai Citra Boise này thì nó trái cây nhiều hơn là nó gỗ, nó gỗ. Mà còn cái Aventus á thì nó gỗ nhiều hơn, còn cái Tower thì nó tối hơn, nó sẫm hơn. Rồi nốt thứ tư á là cái nốt thứ ba á, coi như là 3 chai đều có luôn, đó là Osmos, là coi như là cái gì vậy các bạn, gọi là rêu sòi á. Thì thật sự mà với lại thêm cái nốt thứ tư là vanille. Đó, thì giống như là mình so sánh hết rồi, mình coi như là khi mà mình so sánh 3 chai này với nhau á, mình lược bỏ cái từng nốt với nhau, mình so sánh giữa 3 chai. Thì giả sử như chai Aventus đi, nó có nốt bưởi với lại quả lý chua đen với lại táo, chanh đồ á, nhưng mà cái chai Tower nó không có, thì coi như mình bỏ mấy cái đó đi. Đó, rồi xuống với nốt hương giữa thì 3 cái nó đều có hoa lại luôn, nhưng mà ngửi nó cũng hơi yếu lắm. Đó, thì giữa cái Aventus với lại cái Tower nó có chung cái nốt đó là gỗ birch. Đó, cho nên ngửi thì hai cái nó đều có cái vị giống như khói á, vị giống như cái gỗ nó đốt vậy đó. Đó, nó sẫm hơn là Mancera thì nó trái cây nhiều hơn. Rồi xong lớp hương cuối á, cả ba chai nó đều có chung cái là cái gỗ rêu sòi. Thì khi mà mình ngửi nó có cái nét quen đó, mình nghĩ là cái đó là có thể là cái mùi hương rêu sòi đó các bạn. Thật sự mà nói là ba chai này nó rất là giống nhau, nhưng mà mình kiếm trên Google mình không có thấy ai mà so sánh với Aventus với lại Tower giống nhau ấy đó. Nhưng mà cái đó là giống như là khi mà các bạn mình không có kinh nghiệm, nhưng mà khi mà mình ngửi ba chai nó hôm qua khi mà các bạn lúc mà mình làm cái clip mà đập hộp chai Tower thì mình ngửi lúc nào mình ngửi thoáng qua thì mình thấy nó sao chai này ngửi cái mùi nó quen quen thôi. Nó thực sự lúc đó trong đầu mình chưa có nghĩ ra là cái chai giống cái chai Mancera Citra Boise, nhưng mà cái bắt đầu tới tối cái mình ngồi mình cứ ngửi hoài, mình kêu ủa cái mùi này nó quen lắm nè, không biết giống cái chai nào của mình ta. Cái hồi mình mới ngỡ là cái này nó giống cái Mancera, cái mình mới lấy cái chai Mancera, cái mình xịt lại thì thật sự là đúng là nó có cái mùi giống cái Mancera. Xong cái mình lấy cái Creed Aventus ra mình xịt luôn. Thì thực sự mà nói là ba cái chai nó có cái nốt rêu sò nó rất là giống nhau các bạn. Với lại nó có cái mùi gỗ tuyết tùng á, mà là cedarwood đó các bạn. Thì cái chai Tower này đó, nó làm cái mùi hương vị của bên nước Maroc. Thì cái gỗ mà tuyết tùng á, thì khi mà các bạn click lên Fragrantica, các bạn click vô cái nốt gỗ tuyết tùng đó đó, thì nó sẽ để các bạn chờ mình sẽ để mình mở lên. Đó thì khi mà các bạn vô cái nốt gỗ tuyết tùng á, thì nó sẽ nói là cái nốt hương gỗ này nó từ cái cây ở bên Atlas Mountain ở bên Maroc á, Morocco, hay là bên Virginia của Mỹ, tiểu bang Virginia của Mỹ á, thì đa phần là cái mùi gỗ tuyết tùng đó là người ta lấy từ hai cái vùng đất đó là ngọn núi Atlas của Maroc với lại tiểu bang Virginia của Mỹ. Thì các bạn thấy á, cái Aventus nó là nước hoa của Pháp, nhưng mà mình không biết nó lấy nguyên liệu của đâu thì mình tạm thời mình gạt nó qua một bên đi. Nhưng mà còn cái chai Tower với lại cái chai Mancera á, là hai cái chai này nó theo phong cách của bên Trung Đông, có nghĩa là mấy cái nước mà Ả Rập đồ á, rồi hay là mấy cái nước Ả Rập hoặc là giống như Iran, Iraq hay gì đó mình không biết. Thì nói chung là nó có phong cách của bên Trung Đông đó. Nó thì cái nốt gỗ tuyết tùng đó nó có cái hai cái chai Tower với lại Mancera nó rất là giống nhau, cho nên mình nghĩ là cái mùi gỗ đó nó lấy từ của ngọn núi Atlas ở bên Maroc đó. Đó thì bởi vì cái chai này nó mới có là cái hương thơm không giống như cái mùi giống như cái gì vậy? Air, nó gọi là the air of the Moroccan desert. Đó thì đó là cái hương thơm không khí ở bên giống như sa mạc Maroc là như vậy đó. Thì thực sự coi như là các bạn thử đi, các bạn thử ba chai này đi, các bạn sẽ thấy nó có cái nét rất là giống nhau. Thì mình nghĩ nó là cái nốt rêu sòi đó. Còn cái thực sự mà nói nó giống cái gì á thì thực sự mình không biết, mình chỉ đoán thôi, đoán mò thôi. Thì khi mà mình phân tích, mình so sánh từng nốt nhau á, mình phân tích thì mình đoán mò nó là vậy, nó rất là hay. Thì mình có nói với một cái anh ở trên Facebook á, là mình chat với ảnh, mình nói là cái chai này nó có giống cái nốt cái chai của Aventus với lại Mancera Citra Boise. Thì mình coi cái chai Tower 02 này á là Aventus dành cho mùa đông. Nhưng mà mình nói nó Aventus dành cho mùa đông thì nó không có đúng, tại vì cái chai Tower nó ra năm 2005, còn Aventus ra 2010, còn Mancera hình như ra hai bao nhiêu ta, Mancera ra 2011 đó, thấy chưa. Có nghĩa là cái Tower nó ra 5 năm trước khi cái Aventus ra đời, thì không thể nào mà cái chai Tower 02 này nó bắt chước cái Aventus được, đúng không? Thì đó, nói chung là ba cái chai nó có cái nốt rêu sòi giống nhau, là tóm lại là vậy đó. Ngửi nó rất là thú vị. Thì cái Mancera với lại Aventus đó thì các bạn xài mùa đông vẫn được, đúng không? Nhưng mà nó chủ yếu là nó là tươi, nó tươi của trái cây, cho nên nó thích hợp với lại mùa nóng hơn, mùa hè hoặc là cuối xuân hoặc là đầu thu á, thì nó phù hợp hơn là giữa thu hay là cuối thu hay đầu mùa đông, nguyên mùa đông luôn. Thì đó, thì sau này mình sẽ xài cái chai Tower dành cho mùa đông coi mình thấy nó sẽ hay như thế nào. Hiện tại nó nóng quá đi cho nên cái mùi hương nó cũng hay, nhưng mà nó chưa có phát huy được hết cái công dụng cái mùi hương của nó, cho nên mình đợi nó khoảng tới mùa lạnh cái mình xịt lại, sau đó mình mới review cho các bạn. Chứ nếu mà bây giờ mình lấy review á, nó sẽ không có chính xác được hoàn toàn đâu đó, cho nên các bạn cứ kiên nhẫn chờ tới khoảng tháng 10 hoặc là tháng 11 á, sau đó cái mình xài cái chai này một thời gian sau cái mình sẽ review cho các bạn biết đó. Thì tóm lại cái clip này nó chỉ có đơn giản là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau, chào tạm biệt. Chứ giống như là nếu mà các bạn hỏi mình cái chai Tower này có đáng tiền không á, thì mình nói rất là đáng tiền nha các bạn. Các bạn nghĩ đi, nó là dòng niche, cái mùi hương nó rất là hay như vậy, nhưng mà nó chỉ bán có 99 đồng thôi cho 50ml. Nè, các bạn so sánh với những cái nhà khác như ví dụ như Parador nè, Serge Luton hoặc là mấy Tom Ford rồi á, thì các bạn thấy không, 50ml của mấy nhà đó cũng phải từ 150 trở lên chứ đâu có rẻ đâu, 150 không à. Còn cái này 50ml mà chỉ có 99 đồng thôi, mua trên website của Tower luôn á. Nhưng mà nó chặt cái tiền shipping qua 27 đồng. Nhưng mà 27 đồng nếu mà các bạn chọn 5 cái sample thì lấy được free 5 cái sample đó. Thì tóm lại là khoảng 122 đồng nhưng mà cho được cho chai 50ml. Nhưng mà với một cái mùi hương này nó rất là hay, nó coi như là cái giá cả nó rất là cạnh tranh, coi như là nói chung là rất là đáng tiền. Mình nghĩ cái chai này rất là đáng tiền để mà mua. Thì bạn nào tò mò thì đây là cái số của nó đi, số 02. Cái tên nó là Le Tour Desert Moroccan đó. Đó, nói chung là cái chai này mình cũng flyby luôn, mình chưa có ngửi nó qua lần nào, nhưng mà mình đọc review trên Fragrantica mình thấy ai cũng khen, nói chung không có ai mà chê cái chai Tower này đó, chỉ có nói nó là khó xài thôi. Chứ cái mùi hương của nó là ai cũng khen nó là tuyệt vời đó, cho nên mình mua flyby luôn. Nhưng mà phải nói là mua xong không có thấy hối tiếc chỗ nào, thấy mua đó đáng tiền đó. Coi như là mình không ủng hộ flyby, nhưng mà giống như là mình thì mình làm giống như mình là collector, có nghĩa mình sưu tập, mình là người sưu tập đúng không, cho nên mình muốn có những cái chai nó hay để mình giống như mình để cho nó đẹp. Còn nếu mà các bạn giống như là các bạn muốn giống như là đánh đâu chúng đó, có nghĩa là mua một chai là mua chắc cú luôn á, thì mình nghĩ là đừng có nên mua chai này mà chưa có ngửi qua nha, mình chỉ khuyên thôi. Còn những cái chai nào mà các bạn mà ngửi qua được á, thì các bạn có thể quyết định các bạn mua, thì đó để cho các bạn đỡ tốn tiền oan, đỡ mất tiền oan mà mua những cái chai nước hoa xài không có được đó, mình chỉ khuyên thôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào clip sau.